Chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời giải của bài tập 58 sách giáo khoa trang 28 tập toán 6 tập 1. Ý A nhỏ, lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 đến 20. Vậy thế nào là bình phương? Các bạn dở lại sách giáo khoa cho cô, trang 27. A mũ 2 còn được gọi là A bình phương hay bình phương của A. Vậy các bạn hiểu đơn giản cho cô là một lũy thừa có số mũ là 2 thì sẽ được gọi là bình phương. Vậy thì quay trở lại bài toán này. Lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 đến 20, nghĩa là chúng ta sẽ đi tính lần lượt 0 mũ 2, 1 mũ 2, 2 mũ 2 cho đến 20 mũ 2. Đề bài yêu cầu chúng ta lập bảng, vậy thì cô và các bạn sẽ cùng đi lập bảng cho bài toán này. Ở đây cô sẽ kẻ một bảng gồm 2 dòng. Rồi, ở cột đầu tiên thì cô sẽ chia đều. Cột đầu tiên thì cô sẽ kẻ to hơn các cái cột còn lại một chút. Đấy, phần còn lại cô sẽ chia thành 21 cột tương ứng từ 0 đến 20. Rồi bây giờ cô sẽ điền. Ở dòng thứ nhất thì chúng ta sẽ điền là các số. Và dòng thứ hai sẽ là bình phương. Và hàng đầu tiên cô sẽ điền các giá trị từ 0 đến 20. 0 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ở đây cô đã kẻ thừa một ô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tính bình phương nhé. Thì như cô vừa nhắc, A mũ 2 thì sẽ được gọi là bình phương. Bình phương của A. Vậy thì bình phương của A thì chính là giá trị của nó sẽ được tính là bằng A nhân A đúng không ạ? Vậy thì ở đây 0 thì bình phương của 0 thì chính là 0 mũ 2 đúng chưa ạ? 0 mũ 2 thì chính là bằng 0 nhân 0 nhân 0. 0 nhân 0 thì bằng 0. Vậy ở đây cô sẽ dùng bút đỏ nhé. Vậy bình phương của 0 bằng 0.
Bình phương của 1 nghĩa là 1 mũ 2. 1 mũ 2 thì chính là bằng 1 nhân 1 nhân 1 đúng không ạ? Vậy 1 nhân 1 thì cho chúng ta kết quả là 1. Tương tự 2 mũ 2 thì các bạn được kết quả là 2 nhân 2 và sẽ bằng bằng 4. Vậy thì ở đây chúng ta điền 4 này. 3 mũ 2. 3 mũ 2 thì là bằng tích của 3 nhân 3 và sẽ được bằng bằng 9. 4 mũ 2 thì là 4 nhân 4, 4 nhân 4 bằng 16. 5 mũ 2 là bằng 25. 6 mũ 2. 6 mũ 2 ở đây sẽ bằng 6 nhân 6 đúng không ạ? Và bằng 36. 7 mũ 2 thì bằng 7 nhân 7 và bằng 49. 8 mũ 2 là 8 nhân 8 bằng 64. 9 mũ 2 là 9 nhân 9 bằng 81. 10 mũ 2 thì là 10 nhân 10 thì bằng 100 này. 11 mũ 2 thì là 11 nhân 11 cho chúng ta kết quả là 121. 12 mũ 2 thì các bạn có thể đặt ra nhé. 12 mũ 2 thì chính là bằng 12 nhân 12 và các bạn tự tính nhé. Ở đây cô đưa kết quả là 144. 13 mũ 2 là 169. 14 mũ 2 là 196. 15 mũ 2 sẽ là 225. 16 mũ 2 sẽ là 256. 17 mũ 2 là 289. 18 mũ 2 là 324. 19 mũ 2 sẽ là 361. Và 20 mũ 2 sẽ là 400. Đấy, như vậy là chúng ta đã trả lời xong câu A. Đây là câu A. Phần này các bạn có thể viết ra nháp nhé. Với câu B. Với câu B, đề bài yêu cầu chúng ta là viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên. Nghĩa là 64 thì sẽ bằng bao nhiêu bình phương? Vậy thì các bạn đối chiếu vào bảng 64 đây đúng không ạ? 64 thì chính là bằng 8 bình phương. Vậy thì ở đây chúng ta trả lời 64 sẽ bằng 8 mũ 2. 169, 169 chúng ta đối chiếu vào bảng thì chính sẽ bằng 13 mũ 2. 169 sẽ bằng 13 mũ 2. Và cuối cùng là 196, 196 các bạn nhìn vào bảng đây, chính là bằng 14 mũ 2. Vậy thì đây chính là cách viết một số dưới dạng bình phương của một số tự nhiên. 64 thì bằng 8 bình phương, 169 thì bằng 13 bình phương và 196 sẽ bằng 14 bình phương. Rồi như vậy là cô và các bạn đã vừa giải quyết xong bài tập 58. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video giải bài tập sau.